Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, tạo nguồn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn, Trạm thú y thành phố Long Xuyên vừa ra quân phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố. Lực lượng tiến hành phun hóa chất vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các khu vực buôn bán sản phẩm động vật, khu vực giết mổ, các điểm tập kết gia súc gia cầm, nơi chăn thả, nuôi cách ly động vật, cơ sở ấp nở gia cầm. Theo ngành chuyên môn cho biết, từ đầu năm đến nay tại các tỉnh thành trong cả nước đã xuất hiện dịch cúm gia cầm AH5N1, dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng, đặc biệt bệnh dạy trên động vật xảy ra tại 7 tỉnh, trong đó có tỉnh An Giang. Với nhiều giải pháp chủ động, ngành chuyên môn thành phố và các phường xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên thường xuyên tăng cường công tác giám sát dịch bệnh. Trong đó, trạm thú y thành phố tổ chức 4 đợt phun thuốc tiêu độc khử trùng với tổng số 540 lít hóa chất, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khuyến cáo người dân tích cực chủ động phòng chống bệnh. Nhất là khi thấy có biểu hiện bệnh chết bất thường thì cần báo ngay cho các bộ thú y và chính quyền địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý, không để bùng phát thành dịch bệnh.